về ngồi nghe biển hát chiều qua nhanh như em. Chiếc này thì vừa về trong tình trạng mới về, hình thức thì theo em đánh giá còn khá là đẹp. Các bác thông tiếp nhé. Em đi rồi, còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hát, mưa sẽ buồn, ai buồn tóc em. Em đi rồi, tình ta tan mau, và tháng năm phai tàn úa màu. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại
bao giờ phần test ở đây. Thế giới đại với bừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh để tiếp tục và liên tục trong chương trình giới thiệu và chào bán sản phẩm. Thế giới đại xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm, đó là chiếc sáp GF 490 hàng mới cập bến và chưa lau dọn vệ sinh gì cả nhưng đã chạy hoàn hảo tất cả các chức năng. Bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì có thể liên hệ số điện thoại đang hiển thị trên màn hình và bên em có giao hàng toàn quốc. Bác nào ở Hà Nội thì có thể đến tận nơi xem và mua hàng. Giá công khai sản phẩm có mức giá là 6.500.000 đồng trừ một phí ship. Bác nào chuyển khoản bên em bao ship. Đài bán bảo hành cho các bác 3 tháng sử dụng và tặng các bác một cái dây nguồn zin, hoặc là các bác có thể lấy adapter ngoài 12V để cắm trực tiếp điện 220V. Con này thì nó là dùng điện 100V nhưng ngoài ra có cả cổng cắm 12V để cắm điện 220V. Đài thì hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Và ngoài ra thì radio thì có hai giải tần số và con này FM là full 08. Vừa rồi là các bác được lắng nghe chất âm được phát ra từ hai cửa băng số 1 số 2. Tuy rằng hàng thì ở Nhật khá lâu rồi nhưng mà về thì đang chạy tất cả các chức năng. Nhưng để đến tay các bác thì em sẽ phải tháo ra, lau chùi dọn dẹp. Sau đó thì sẽ gửi đến các bác. Và con này thì là một trong những con khá hiếm và được rất nhiều bác săn tìm. Thứ nhất là bởi vì nó là màu đỏ, màu rất là nhiều được bác ưa chuộng. Thứ hai là chất âm của nó thì vô cùng hay. Con này thì sở hữu cái loa của nó đường kính là 16cm và cái công suất của nó thì em thấy nó ghi ở trên cái tem loa ấy, là con này là 36W một loa. Đấy. Và ngoài ra có một loa tép cạnh ảnh ở đây. Về hình thức thì em sẽ tiến camera lại quay hình thức cho các bác để các bác xem hình thức của nó. Đây là hàng chưa lau dọn nhé. Đài thì vừa rồi về rất là nhiều đấy ạ. Đấy. Về khá nhiều hàng, em chưa thời gian lau dọn. Đấy. Thì em sẽ lau dọn xong đó thì em sẽ gửi cho các bác một lần nữa và test. Nếu bác nào có quan tâm thì sẽ gửi riêng cho các bác. Đấy. Đài thì vô cùng đẹp. Vừa rồi là các bác đã lắng nghe chất âm của nó. Loa test này nó có một cái vết rất nhỏ đấy ạ. Đấy, bọc mạ thôi nhỏ đấy. Đấy. Đầu từ trong cơ cứ thì là sáng choang, đầu từ rồi cũng như là bánh tì zin chưa thay thế gì cả. Đấy. Chiếc bánh tì này thì em nghĩ là nếu trường hợp mà em kiểm tra nó còn tốt sẽ để nguyên hoặc là sẽ thay bánh tì đấy để các bác chơi được ok. Bởi vì bây giờ phải nói thật các bác là kiếm được thợ sửa cassette là hơi khó kiếm. Đấy. Đài thì em bao với các bác zin tuyệt đối, hàng đúng Nhật. Giá là 6.500.000 đồng. Chiếc này khá nhiều bác đang săn tìm trên này và cũng phải rất lâu rồi mới về được một hai chiếc. Trên này thì các bạn còn một chiếc cũng là 490 nhưng mà em có chưa thời gian dọn. Đấy, chiếc này là màu bạc. Chiếc này thì có mức giá rẻ hơn chiếc đó. Chiếc này thì em đang bán là 4.800.000 đồng. Đấy, thì vừa rồi là các bác được lắng nghe chất âm từ phát ra từ hai cửa băng. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang một phần nữa, đó là phần test tính năng radio. Đấy, để các bác cùng thử âm. Đây là trong này nó loa này là các bác nhìn thấy nó bụi nhá. Sau khi em lau thì nó sẽ sạch bởi vì ở nước ngoài thì thường chưa lau dọn gì cả. Đấy. Bây giờ em sẽ test tính năng radio cho các bác nhá. Để dùng được phần radio thì các bác ấn vào nút ngoài cùng này. Của môi trường đầu tư cũng như của vị thế thủ đô và các cái quyết sách mà thành phố nỗ lực trong năm vừa qua, trong đó có cái vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư, gia tăng xúc tiến đầu tư cũng như là phát triển các khu công nghệ mới, khu công nghiệp mới để tạo không gian thu hút các doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, Hà Nội luôn mang khát vọng hóa rồng với dáng vóc của một thủ đô giàu đẹp, văn minh, ngang tầm khu vực. Từ hiện tại nhìn về quá khứ có thể thấy rõ, càng trong hoàn cảnh khó khăn, Hà Nội càng phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường được hun đúc từ lịch sử.
đây chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, giúp Hà Nội không chùn bước trước mọi khó khăn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Bên em đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Các video đăng tải hoàn toàn không trùng nhau. Và bên em giá cả bán công khai sản phẩm cũng như là công khai vấn đề thanh toán bảo hành. Vì thế nên các bác mua hàng thì hoàn toàn yên tâm. Bác nào mà ở Hà Nội thì có thể đến tận địa chỉ số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để xem và mua hàng. Những bác đến tận nơi mua hàng sẽ được giảm giá 200.000 đồng. Và bây giờ sẽ mời các bác tiếp tục vào phần thẩm âm radio. Và sự tham gia ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị. Nhất là những nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Cảm nó đã đậm đà rồi, chúng ta sẽ không ướp. Chúng ta sẽ xào hành tây, xong cho tôm vào, xong cho giá vào. Xong bắt đầu chúng ta sẽ nêm một chút cái... Khách của tỉnh Thanh Hóa, chả tôm làm chủ yếu từ nguyên liệu là tôm có thêm thịt cùng gia vị. Miếng chả tôm được người thợ gói rất khéo, đều tăm tắp trên vỉ nướng. Màu đỏ hồng của miếng chả cứ đậm dần lên trên lò than. Bàn tay tài hoa, khéo léo, giản dị chân thành của chị bán hàng đã cho tôi một bữa ăn ngon lành, đáng nhớ. Vị ngọt của tôm hòa lẫn cùng với nước chấm, thêm đu đủ, cà rốt thái nhỏ, rau sống và bún. Không phổ biến như món nem chua, chả tôm đem lại hình ảnh thân thương, gần gũi của con người thành phố và làm nên vẻ đẹp của người và đất Sư Thanh. Nói chung tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả tác hại do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Nguyên nhân dẫn đến những diễn biến phức tạp và gia tăng tệ nạn ma túy trong những năm gần đây là do mặt trái của cơ chế thị trường đã làm thay. Ông nội cũng phải phụ chăm cháu đấy. Vâng. Có vất vả nhiều lắm không chú Quân ạ? Chú nghe mấy hôm nay cái chương trình của mấy ở Đài Bình Phát là khi chú đã toàn hai MC dẫn, bây giờ ngày rớt một MC con nhỉ? Dạ. Hiện tại thì tụi con... Chú hay thấy Mỹ Vân với Mỹ Tâm dẫn với nhau với Dung Hà, với Thảo Nguyên hôm qua, Thảo Nguyên dẫn hay quá, chú hôm qua nên không liền được. Dạ chú, hiện tại thì tụi con cũng đang... 18 sản phẩm 4 sao, 163 sản phẩm 3 sao. Bắc Cạn là một trong những tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP nhiều trong cả nước. Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm đã đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Việc đẩy mạnh chương trình OCOP, chương trình phát triển ở khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực. Nhất, Trẻ Vân là thường có hát những bài như là bài Mama, rồi là bài Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác. Rồi em xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài Sharp GF490 tại đây. Bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì phải nhấc điện thoại gọi ngay cho Thế Giới Đài để sở hữu. Em xin tạm dừng phần giới thiệu cũng như là phần test tất cả các tính năng tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.